Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với series Trading 101 của Coin 68 TV. Mình là Mộc Tính, admin nhóm 68 Trading. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong series này. Và nếu như các bạn là người chơi hệ crypto thì chắc hẳn là trong khoảng thời gian vừa qua các bạn không thể không biết đến cái tên là AC Infinity với cái token là AXS. Cái token đã làm cháy biết bao nhiêu là tài khoản của những short thủ, cũng như là làm nở rộ lên cái trào lưu play to earn, chơi để kiếm tiền. Thì dưới góc nhìn là một nhà đầu tư mới thì mình nghĩ rằng là những người chưa đầu tư vào AC Infinity thì mình nghĩ các bạn cũng có những câu hỏi như là thời điểm này chúng ta có nên đầu tư vào AC Infinity hay không, rồi giá của AC Infinity SLB liệu có sập và làm mất đi cái khoản đầu tư của chúng ta hay không, hoặc là lúc nào là thời điểm hợp lý để vào chơi game đấy. Còn đối với những các bạn mà đã đầu tư vào AC Infinity, các bạn đã chơi, các bạn đã farm một khoảng thời gian rồi, thì các bạn cũng rất là quan ngại khi mà các bạn thấy được giá SLB nó suy giảm một cách đáng kể, chia hai kể từ mức giá đỉnh, cũng như là giá AC cũng bắt đầu suy giảm rồi, thì các bạn đang phân vân là liệu là biến động giá của hai cái đồng như thế này như thế nào, liệu nó có ổn định để mà duy trì cái thu nhập của chúng ta trong khoảng thời gian sắp tới hay không. Ok, chính vì vậy là trong cái video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau phân tích qua đồ thị giá của SLB AXS, từ đó trả lời những câu hỏi trên nha. Ok, còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Ok, bắt đầu thôi. Thì trước tiên á, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua giá của đồng AXS, AC. Thì kể từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 7 năm 2021 thì giá AC đã có sự tăng trưởng đáng kể, từ mức là 0 chấm mấy đô lên đến mốc 53 đô. Thì gần như nó phải là mốc 100 lần. Đấy, một sự tăng trưởng kỳ diệu đúng không? Thì để mà biết được là liệu cái xu hướng của AC Infinity nó còn phát triển hay không, thì mình sẽ dùng là sóng Elliott. Thì Elliott này mình chỉ dùng không chỉ riêng để xác định về giá, nhưng mà nó cũng vừa xác định về cái xu hướng của thị trường, cái độ FOMO của thị trường. Thì chúng ta có thể thấy là nếu như các bạn nhìn qua có thể thấy là ở đây có thể là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình khi mà chơi những cái game trend, những cái đồng mà theo xu hướng, thì thường giữa sóng 3 và sóng 5 luôn luôn có sự phân kỳ về giá. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà vào cái sóng FOMO á, thì ở sóng 5 á, giá nó có tăng nhưng mà volume nó sẽ giảm. Tuy nhiên thì các bạn thấy là thời điểm vừa qua thì giá AC tăng, nhưng mà cái lượng người chơi cũng giống như là lượng nhà đầu tư vào giá AC nó lại tăng trưởng rất là nhiều. Thì chứng tỏ rằng những cái nhận định là sóng 3, sóng 5 ở đây là chưa hợp lý. Cho nên chúng ta có thể cân nhắc cái việc là thay đổi cái sóng 3. Thì có thể rằng là đây chỉ là một nhịp của sóng 3 thôi, và sóng 5 nó sẽ cao hơn rất là nhiều, và cao hơn đến mức nào thì chúng ta sẽ phân tích ở sau. Rồi, thì ở đây á, chúng ta có thể thấy là tại hai cái mức đỉnh này nè, nó vô tình là có sự phân kỳ ở volume. À, ở đây là phân kỳ volume, nó không phân kỳ ở sóng lớn này mà nó phân kỳ ở một cái nhịp nhỏ này. Chính vì vậy mình cho rằng là ở đây chúng ta có một cái sóng ở đây như này, 1, 2, 3, 4 và 5. Đó, thì sóng này nó là một cái nhịp nhỏ hơn của sóng lớn. Rồi, đây là một nhịp nhỏ hơn của sóng lớn. Rồi, ở đây chúng ta có một cái sóng 3. Đấy. Thì ở đây sóng 3, để mà đo được cái mức hiệu chỉnh của sóng 3 thì chúng ta sẽ thường sử dụng là Fibonacci retracement, đo từ khu vực đáy của sóng 3 dẫn đến khu vực đỉnh của sóng 3. À, thì ở đây á, thông thường là sóng 4 á, chúng ta thường
có hai sự chọn lựa, hai mức nhịp, thứ nhất là 0.382 và 0.5. Ở đây thì như mình nhìn thấy là khả năng cao nó sẽ hướng về 0.5, bởi vì quan điểm của mình về thị trường trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có một cái mức hiệu chỉnh khá là mạnh trước khi tăng trưởng mạnh hơn, trước khi bước vào cái đợt bull run tiếp theo. Thì rất có thể trong khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ có hai mức giá để bắt AC, hoặc là hai mức giá mà chúng ta có thể nói là AC sẽ bắt đầu quay đầu trở lại. Đây là thứ nhất là 28 đô và thứ hai là 34 đô. Rồi, tiếp tục để biết được cái mức giá mà sóng 5 có thể hướng tới tiếp theo á, thì ở đây mình đo một cách tương đối thôi, bởi vì với sóng 5 á, thì chúng ta nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, không chỉ riêng là yếu tố là phân tích kỹ thuật, mà nó còn phụ thuộc vào thị trường. Nó có thể là sóng 5 cục ở đây, hay thậm chí là ở đây. Thì rất có thể, theo quan điểm của mình thì rất có thể là nếu như cái đợt bull run tiếp theo mà xuất hiện thì chúng ta có rất có thể thấy AC Infinity tiến về mức giá 110 đô. Đấy. Đó là những cái góc nhìn của mình về cái đồng ESS, là nó sẽ có những cái sự hiệu chỉnh nho nhỏ. Thời điểm hiện tại là đang là 38 đô, sẽ hướng về vùng 34 đô và 28 đô trước khi tăng trưởng lên mốc 110 đô. Thì như vậy mình sẽ cùng nhau phân tích tiếp cái đồng SLB để biết được là thời điểm nào chúng ta sẽ tham gia thị trường một cách hợp lý. Ok. Tiếp theo là SLB. SLB là một cái đồng được dùng để, thứ nhất là dùng để giao phối và tạo ra những cái con IC mới. Đấy, và số lượng những cái đồng mà tạo ra những IC mới như vậy nó sẽ được đốt bỏ. Và thứ hai nữa là cái đồng SLB này cũng là cái đồng mà khi chúng ta chơi game nó sẽ trả thưởng cho chúng ta để chúng ta có thể bán và kiếm được tiền. Thì ở đây nếu mà nhìn qua sơ qua thì chúng ta có thể thấy được là giống như là cái đồng SLB này nó đang đi cái mô hình là cup and handle. Đấy, và khi mà nó đụng mốc cản là 0.4 thì bây giờ nó đang suy giảm rất là nhiều. Mình nghĩ là các bạn cũng rất là lo lắng khi mà thấy giá của SLB nó giảm gần như một nửa, các bạn thu nhập các bạn mỗi tháng nó chia hai, đúng không? Không sao cả, thì mình cùng nhau nhìn qua giá SLB như thế nào để mà biết được cái xu hướng như thế nào. Thì như mình vừa nói đó, thì với cái đồng IC nó sẽ là nhận định về cả thị trường, về cả cái nhóm game IC. Thì trong khoảng thời gian sắp tới nó sẽ còn một cái đợt FOMO tiếp theo nữa, chứ không dừng lại ở đây. Chính vì vậy thì về góc nhìn về SLB thì hiện tại là bởi vì số lượng mà dùng để SLB dùng để sản sinh ra những IC á được đốt đi, nó lúc nào nó cũng đang ít hơn rất là nhiều so với việc những cái lượng SLB trả thưởng cho những người chơi game. Cho nên áp lực bán đối với IC vẫn luôn hiện hữu. Tất nhiên là giá nó sẽ suy giảm dần đều nếu như nhà phát hành game IC Infinity không có những cái cập nhật, không có những cái bổ sung và những cái tính năng mà gia tăng những cái công dụng và làm gia tăng cái giá trị của đồng SLB này trong khoảng thời gian sắp tới, thì nó sẽ dần dần suy giảm xuống. Tuy nhiên, mình tin tưởng cái đội ngũ phát triển IC Infinity, bởi vì cái số lượng người chơi càng đông thì họ cũng phải nhất là họ cũng phải cố gắng cập nhật về cả sản phẩm cũng như là cập nhật về cái hệ thống để mà hỗ trợ được cho một số lượng lớn người chơi. Song song với đó thì game nó cũng không thể mà dừng lại ở thời điểm này. Mình tin rằng là trong khoảng thời gian sắp tới thì team sẽ cho ra thêm nhiều tính năng mới, và đặc biệt là hỗ trợ cho cái giá đồng SLB này nó tăng trưởng nhiều hơn để mà gia tăng thu nhập cho các bạn. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có một cái vùng đáy ha. Rồi, thì nếu mà mô hình cup and handle thì nó thường có xu hướng là truy hồi về mốc 0.5 trước khi tăng lên cái đợt tiếp theo. Thì đây các bạn thấy là nó phá mốc 0.5 luôn rồi, phá luôn hẳn cái mốc là 0.618. thì có thể nói thì đây chúng ta có thể là phân tích một cái nhịp sóng nho nhỏ, đây là 1, 2, 3, 4, 5, đấy, ở đây đúng không? Thì nếu như 1, 2, 4, 5 ở đây thì chúng ta tiếp theo cái nhịp 1, 2, 4, 5 là một cái nhịp một cái hồi
ABC đúng không? ABC mà ABC này nó đi như thế nào? Thì nếu mà di chuyển như vậy thì chúng ta có thể dùng Fibonacci extension để chúng ta đo và đón đầu cái nhịp C. Đây, khả năng cao á là nó sẽ về quanh là 0.14 đúng không? Thì chúng ta dùng thêm Fibonacci retracement xem là có cái mốc nào nó khớp với đó không. À, cũng 0.886 cũng khá là tương đối, thì mình nghĩ là khá là hợp lý khi mà giá ASS nó sẽ bắt đầu nó di chuyển dần về cái mốc là 0.15, rồi sau đó nó sẽ tăng lên lại mốc 0.4 này, và ở 0.4 này nó có một cái vùng cản đấy ở đây. Thì nếu như mà nó vô tình nó vượt qua cái vùng cản này thì nó sẽ có thể tăng nhiều hơn, và tăng đến mức như thế nào chúng ta sẽ dùng Fibonacci extension. Chúng ta kẻ xuống ở đây rồi, cái là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là với cái mô hình cup and handle thì chúng ta hoàn toàn có thể đo bằng cái việc là kéo từ đây lên đây và dời cái đoạn này lên đây. Đây, nó sẽ nằm lên quanh ở đoạn này 0.73 đấy, là kiểu như bằng 100% từ từ đáy đến miệng cốc nếu dành cho cái mô hình là cup and handle. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái mô hình là Elliott thì chúng ta có thể chọn một cái phù hợp giá là 0.65 đấy. Tuy nhiên thì đối với một người chơi mà game AC Infinity, tất cả những điều mà chúng ta mong chờ và mong đợi á, nó không phải là cái việc tăng trưởng giá của SLB đúng không nào. Tất cả những điều mà chúng ta quan tâm đó chính là làm sao để giá SLB nó cân đối, nó cân bằng để chúng ta có thể ổn định lợi nhuận trong khoảng thời gian sắp tới. Thì mình nghĩ rằng là nếu như cả thị trường hiệu chỉnh, AC nó hiệu chỉnh, SLB nó hiệu chỉnh, thì các bạn hoàn toàn có thể là nhảy vào, tham gia vào thị trường vào khoảng thời gian là vào cuối tháng 8, giữa cuối tháng 8, tầm khoảng ngày 10. Thì đây, đối với ASS cũng vậy, thì không nhất hẳn thiết là ngày 10, nhưng mà các bạn có thể tham gia vào thị trường khi mà giá của hai cái đồng này nó tiến về cái mốc đấy. Tuy nhiên khi mà các bạn đợi chờ như vậy thì nó vô tình là các bạn quên đi một thứ, đó là khi các bạn chơi game các bạn sẽ farm được những cái đồng SLB đó mỗi ngày đúng không? Còn nếu như các bạn không chơi á thì có nghĩa là cái gì? Các bạn sẽ không kiếm được những cái đồng SLB đấy. Cho nên nếu như các bạn đã quyết định là tham gia là game, chơi game AC Infinity rồi và các bạn chỉ đang đợi chờ cái thời điểm này đến á, thì các bạn hãy cùng mình là nhìn qua một xíu để mà biết là khi nào tham gia là hợp lý nha. Thì mình nghĩ là các bạn đã xem qua những cái video của Jenny về hướng dẫn cách chơi, cách chọn tướng và cách farm rồi. Thì các bạn biết là thời điểm hiện tại thì mình vừa đầu tư một cái team AC Infinity thì giá nó khoảng 3 con bet là khoảng 1.600 đô. Với mức giá SLB thời điểm đó là 0.21. Thì cùng cách với cái team mình đang chơi, có nghĩa là với 2 tuần đầu mình sẽ cày level cho pet. Tuần thứ 3, tuần thứ 4 và tuần thứ 4 hoặc là tuần thứ 5 mình sẽ vừa cày PVP và vừa cày level. Đấy, thì mình sẽ kiếm được sau 1.5 tháng thì mình sẽ kiếm được đâu đó 7.875. Thì nếu mà bán ra ở mức giá SLB là 0.21 thì mình sẽ thu được là 1.653, là tương đương với mức giá mà mình đã đầu tư vào 3 con pet AC Infinity. Thì chắc chắn là sau cái tuần thứ 6, là sau 1.5 tháng thì mình bắt đầu mình có những cái đồng lợi nhuận đầu tiên, và ở đây mình tính được là mức lãi lũy kế của mình khi mà mình chơi tháng thứ 2, tháng thứ 3 và tháng thứ 4 là lần lượt là 715 đô, 2.148 đô và 5.088 đô. Thì như các bạn biết đấy, thì ở đây mình vừa phân tích đó, là giá AC á, nó giá SLB nó sẽ dao động quanh khu vực là từ 0.15 cho đến 0.4. thì các bạn hoàn toàn có thể là mình tự tin mình chơi thôi. Nếu mà giá thấp quá thì mình để đó, mình không bán, thì đợi cho nó lên quanh tới khu vực mà 0.2
hoặc là mình 0.4 thì mình bán thì mình sẽ kiếm được mức lợi nhuận nhiều hơn. Hoặc là các bạn có thể vừa chơi vừa bán, về tới 0.15 các bạn bán luôn, thì tới tháng sau nó lên 0.4 thì các bạn bán thêm lần nữa, thì trung bình giá ra, trung bình giá thì các bạn vẫn tương đối, nó cũng quanh quẩn mốc 0.2. Cho nên ở đây mình đặt mức giá là SLB lên quanh là 0.2 luôn. Rồi cùng với một mức giá như vậy, mỗi ngày mà các bạn không chơi, nếu mà mỗi ngày mà các bạn chơi AC Infinity, các bạn sẽ kiếm được khoảng từ 250 cho đến khoảng 250 đi, các bạn nhân với mức giá là 0.21, đây là tương đương khoảng 52.5, ở đây mình cho là 50 đô một ngày đi, 50 đô một ngày. Rồi bây giờ các bạn đợi giá ETH giảm, giá AXS nó giảm thêm khoảng từ 20-30%, giá SLB nó giảm thêm khoảng 25% nữa, từ 0.2 về 0.15 là thêm 25%, đồng nghĩa với việc là AXS và SLB nó là hai cái đồng mà để sinh ra một cái baby AC mới. Đấy, thì khi mà hai cái đồng này giảm giá từ 25-30%, đồng nghĩa với việc là các bạn có thể là mua những con AC đó với mức giá là rẻ hơn. Đây, các bạn mua 1.600 đúng không? Thì các bạn giảm được 30% thì mức giá là bằng là 1.600, bằng là mức giá này sẽ bằng là 1.600 nè, nhân cho 0.7 đi, các bạn lãi được thêm là khoảng 500 đô đúng không? Đây, lãi được thêm 480 đô. Tuy nhiên, nếu như một ngày các bạn không chơi, các bạn đợi chờ, các bạn mất đi là 50 đô. Đấy, và cái đoạn là bằng 480 đô này mà các bạn chia cho 52.5 này, thì tức nghĩa là nếu như trong vòng 9 ngày tới mà giá của hai cái đồng này nó không tuột về cái mức giá như là mình dự kiến á, hoặc là nếu mà nó mất lâu hơn để mà tuột về mức giá như dự kiến á, các bạn mới tham gia, cho các bạn là tham gia vào đúng cái thời điểm mà nó thấp nhất đi, thì các bạn vẫn lỗ. Bởi vì sao? Bởi vì cái khoản mà trên lệch giá này trong khoảng thời gian 9 ngày là các bạn có thể bù được rồi, nhưng mà nếu bước qua ngày thứ 10 á, là các bạn bắt đầu suy giảm cái lợi nhuận rồi. Cho nên đứng dưới góc nhìn là một cái nhà đầu tư và mình muốn kiếm tiền từ cái việc chơi game AC Infinity, mình đã ngay trong hôm nay thôi, mình đã đầu tư và mua luôn, mình đã tính toán xong, mình mua luôn 3 con AC đây, mua 0.22, 0.19 và 0.23, thời đâu đó loanh quanh nó khoảng 1.600 đô, bỏ tiền ngay và vào farm ngay. Đấy, thì bởi vì mình tin là trong khoảng thời gian tới, khoảng trong khoảng 9 ngày hoặc là hơn đi chăng nữa, thì mình vẫn có phương án an toàn là mình kiếm được 52 đô mỗi ngày thì vẫn ok. Với những cái thông tin mình chia sẻ bên trên thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã có những cái câu trả lời cũng như quyết định riêng cho mình rồi đúng không nào? Thì về vấn đề như là chúng ta có nên đầu tư vào AC Infinity hay không, thời điểm nào là đầu tư vào AC Infinity là thích hợp nhất, riêng đối với bản thân mình á, thì mình cho rằng là bất kỳ thời điểm nào kể từ khi các bạn xem được cái video này mà trước khi giá của SLB tiến về khu vực 0.15, giá của ASS tiến về khu vực là 28 đô, thì thời điểm đó luôn luôn là khoảng thời gian tối ưu nhất để các bạn có thể bắt đầu đầu tư vào AC Infinity. Rồi, còn đối với những các bạn mà đã và đang đầu tư vào AC Infinity rồi, các bạn quan tâm về giá SLB thì các bạn cũng đã có những cái mức giá kỳ vọng để chốt lời cái phần SLB của mình rồi đúng không nào? Các bạn không phải lo lắng gì cả, các bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trong việc dài hạn thôi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy giúp mình là like video, subscribe kênh và chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Còn tất nhiên là các bạn nếu còn quan tâm tới vấn đề là trading, giao dịch crypto hoặc là phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường thì có thể là follow mình thông qua nhóm 68 Trading. Còn nếu như các bạn quan tâm về vấn đề gaming, hướng dẫn chơi AC như thế nào, rồi những cái game play to earn nào khác các bạn có thể đầu tư, các bạn có thể tìm đến nhóm là 68 Gaming. Cả hai nhóm mình sẽ để link ngay bên dưới, các bạn có thể kéo xuống dưới và tham gia nhóm ngay. Rồi,
Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của lớp giao dịch Trading 101 tại Coin68 TV.